Chào các anh em, chúng ta tiếp cái thủ thuật chuyển ngữ cái WinBE ha. Thì đó, cái bản này hiện tại là nó còn lỗi, giống như chúng ta chạy cái thử quốc hai nè, chúng ta thấy tiếng Trung này ha. Đấy, thì một cái shop bất kỳ nếu mà cái hệ điều hành gốc của nó, cái hệ điều hành WinBE đó là ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Nga, thì nó sẽ ra cái shop. Nếu mà cái shop nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đó, thì nó cũng tương tự như thế này thôi nha. Đấy, thì chúng ta cài những cái chương trình khác nó cũng tương tự, trừ khi những cái chương trình mặc định như tiếng Anh, ví dụ như Windows Show nè, nó mặc định tiếng Anh thì nó sẽ ra tiếng Anh, còn không là nó sẽ auto ha. Nói với những cái chương trình nào nó auto ngôn ngữ theo cái hệ điều hành đó, thì nó sẽ ra cái tiếng ngôn ngữ của hệ điều hành đó nha. Rồi giờ chúng ta chuyển cái này cho nó về tiếng Anh ha, chuyển cái shop mà cho nó chuyển qua tiếng Anh nó là nó gần như ok rồi cái này nha. Thì chúng ta làm như sau ha. Rồi chúng ta làm theo trình tự đi nha. Chúng ta bung bung cái hệ điều hành của họ ra một cái thư mục ha, để chúng ta chỉnh sửa cho nó nha. Rồi chúng ta chọn các file file đây, mình sẽ bung cái file này ha, là trong đây có hệ điều hành của họ. Rồi chuyển cho nó vô một cái thư mục, chuyển vô UC nha, bên tôi trống nè. Rồi chuyển nó vô cái thư mục bên tôi này ha. Rồi cái thư mục này chúng ta tạo đặt tên tùy ý cũng được nha, không có nhất thiết là giống cái tên của mình. Rồi chọn chọn vô đây bên tôi, ok. Thì khi mà apply thì nó sẽ chuyển chuyển cái dữ liệu vô đây ha. Đây nó vô dữ liệu vô ha. Rồi nó chỉ thiếu một cái phần nạp cái ngôn ngữ tham gia cái thời gian theo cái vùng miền thôi. Rồi chúng ta tạm thời cắt nó xuống đi. Thì ở đây mình đã làm sẵn rồi nha, làm sẵn rồi cho nó có cái gói ngôn ngữ mình để trong đây, cho nó chạy cùng với bảy zip hoặc là chạy cùng với những cái tiến trình BSMD đó. Thì hai cái file này bên trong nó như thế nào, nó là như thế này ha. Đấy, chúng ta có thể là chuyển dồn nó vô một file cũng được, ví dụ dồn vô chung một file này nên nó khá là dài các anh nha. Đấy rồi chuyển nó ha, rồi đóng, rồi chúng ta chỉnh cái file này vô, rồi hãy nó ở đây, rồi xong save lại nha. Nó là dồn vô một file đó, là xóa cái file này đi nha. Đấy. Đó, để hai file vẫn được. Rồi xong thì chúng ta cho code, code nó load cái file này nè. Đấy. Cái menu chuột phải này nữa, mình tìm ra cái file chuyển ngữ thì mình sẽ chia sẻ. Rồi hiện tại thì chưa ha. Rồi coi cái file VSMD nó load. VSMD đây. Đây. Đây, đó mình cho hồi nãy mình chỉnh á, là cho nó chỉnh sẵn nè, nó load sẵn nè. Đấy, nè, nè. Đó ha. Rồi, cái dòng này là xóa đi nè. Xóa đi ha. Run is. Rồi, sale. Đấy. Rồi, đóng lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đóng gói lại cho nó chạy là ok. Vậy là xong là cái nó chuyển ngữ ấy quên. Còn cái phần load 2N2 này này kia nữa. Rồi vô cấu system 32 nè, vô một config nè. Chúng ta chuyển cái này đi ra ngoài desktop nè. Chúng ta làm cho nó dễ nha. Rồi. Rồi chạy cái git đi một số mấy cái số mình sẽ để chung để cái này dễ dễ ấy nha. Cái bản này mình làm phụ cho cái bác này ha. Mình đặt cái tên của bác đó. Rồi. Rồi chọn config. Rồi vô mục system. Tại sao chọn system thì chúng ta coi coi cái file của chúng ta ha. Cái file này mình sẽ đính kèm luôn nha. Rồi file tham đây, rồi cái file này mình sẽ đính kèm nha. Đấy là chúng ta coi cái khóa của nó nè. Đấy, nó gồm những khóa như sau ha. Rồi cái phần tên này nè, phần tên này chúng ta có thay đổi nha, tới dấu gạch chúng ta đổi tên gì tùy chúng ta. Khi đổi xong rồi thì chúng ta copy cái tên ha, không có dư khoảng cách khoảng trắng gì hết nha. Rồi chúng ta copy ha, rồi đóng cái này xuống đi nha, nhớ cái tên này để đây. Rồi chúng ta mở cái file system lên nè. Rồi open ha,
Đó đúng cái khóa mà chin này nha, đấy khóa dưới là khác nha, khóa này mới được. Rồi đặt cái tên hồi nãy dán vô đây, đúng cái tên nó luôn mới được. Rồi cái khóa mà chin này đúng không, cái con này nó cái tên này có nè. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành, chúng ta click đôi cái file này chạy ha. Yes, ok. Rồi vô đây nè, là nó đã nạp vô cái khóa này rồi ha. Rồi thì chúng ta anh lót hai à, ha. Rồi đóng lại mất rồi nè, đó vậy là rồi chúng ta đã tiến hành đóng gói rồi nha. Rồi chỉnh sửa xong rồi chúng ta chuyển cái mục config này vô cái nào nha. Rồi vô vị trí của vendor đây, rồi thấy vô đây, rồi chúng ta tiến hành đóng gói là rồi nha. Rồi vậy thôi, đóng gói cái hệ định cứu hộ lại. Rồi chúng ta có cái này cũng được, rồi chuyển qua đây đấy, hoặc là ở đây chúng ta rao cũng được nha. Đấy chọn rao như thế này cũng được, không có. Rồi ở đây là anh ta chọn bút nè, bút rồi mới nó chạy nha. Còn này mặc định là nén cao ha. Rồi ở đây rao chỏ qua UX đi ha, nén nó qua UX đi, rồi đặt tên bất kỳ, rồi để lát mình chuyển nó qua vô USB cho nó chạy. Rồi anh ta coi tiếng chương trình nó quét chạy nè, nó sẽ giải nén như đây ha. Đó, thì những video trước mình đã nói rồi ha, giải nén vô ít cho nó những cái file này nè, nó tạo ra liên tục nè. Đấy nó tạo ra liên tục, mất rồi tạo ra liên tục nè, thành ra là cái ổ cứng nó ghi đè dữ liệu rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mình chuyển qua ít là vậy nha, để cho tránh cho nó hao mòn ổ cứng ha. Đó cái này các anh em tùy thôi, thích thì làm, không thích thì cứ đẩy thẳng vô ổ cứng đi, rồi nào nó hư thôi. Rồi để nó tạo lát các anh em mình nha. Đấy vậy là cái ngôn ngữ là nó chủ yếu là cái thumb zone thôi, là cái phần này nè. Đấy ha, các anh em thấy nha, cái này là còn tiếng Trung đúng không, đó còn tiếng Trung đúng không. Cái múi giờ cộng 8 này, miễn sao cái giờ nó chính xác thôi nha. Nếu mà chuyển đúng là nó sẽ ra múi giờ cộng 7 luôn. Rồi rồi múi giờ cộng 8 mà sao cái giờ nó chạy đúng là được rồi. Chủ yếu cái gói này chúng ta chuyển, nếu mà chuyển chuẩn hơn thì ra múi giờ cộng 7 nha. Rồi ok xong rồi đó, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển chuyển cái file này vô USB, vô một sụt này ha. Rồi thấy nó vô đây, rồi thấy nó vô đây, chờ xíu anh em mình nha, cho nó chuyển qua đi. Rồi chúng ta coi coi chỉnh cái tên nó lại, tại vì cái này cái code BCMD BCD nó không có giống như cái thằng Ventoy là chúng ta load nguyên file file vim hoặc file show thì nó có bút chuẩn rồi nó cứ load bình thường thôi. Nhưng mà cái bên tôi cái nó dở cái là lâu lâu mình test nút hoài á, test cái chừng 50 lần nữa. Trung bình cái đó là nó sẽ lỗi phải nạp bút bên tôi lại, phục mát lại nữa, phục mát cái USB lại nữa, thành ra là mình không có làm thôi. Làm nó mỗi lần nó lỗi cái phải nạp lại từ đầu rất rối. Rồi giờ nè chỉnh lại cái tên nè, cái tên bút là chưa có ha, bút là mình để tên bút bút nè, mặc định code là cái hành động bút là nó sẽ load cái file bút vim này nha. Rồi giờ chúng ta test nha, thì ta máy nè, rồi F9 với HP ha. Rồi đây trong menu bút ha, này nó bút USB rồi thì chúng ta chọn dòng 2, còn muốn legacy thì chúng ta chọn cái dòng này cho bút USB luôn nha. Rồi bút USB cái này mình ha, cái này ngôn ngữ này nó không quan trọng, cái này mình đang để là tiếng tiếng nghe, tại thích thích thì để thôi, còn không là lấy thành phần bút của cái bộ cài Windows Microsoft thì cứ đẩy vô nó ra tiếng Rồi Anh. đây cho nó load xếp đây như thế này nha. Hồi hộp rồi vô ok. Tới đây là gần như thành công, phải hiện cái desktop nó mới được nha, hiện cái desktop nữa mới thấy ổn nha. Còn tới đây là chưa chưa chắc là ok nha. Đó chúng ta test ra để ý mấy phần này luôn. Rồi đấy là nó ra giao diện độ phân giải này nè, chỉnh lại cái coi đấy dòng lại ha. Rồi chạy boot ai nè, đấy ra tiếng Anh này nè, ok nha. Vậy là thành công các anh em nha. Rồi chúng ta tiến hành, chúng ta thử với cái Win 7 nha. Win 7 cái nào nha, Win 7 à, để coi coi Win 7 là cái nào. Win 7 à, đây Win 7 ha, là vô bút vào cái Win 7 này.
Rồi, chúng ta thử nha. Rồi, cho các anh em coi cái Win 7 này nó như thế nào. Rồi, anh ta bút Legacy cái nào mình nha. Rồi, Legacy ha. Cái code mình làm sẵn rồi, mình chỉ cần bút vô thôi. Nếu mà bên tôi thì nó dễ hơn ha. Còn này, code BCD này chỉnh thì nó hơi phức tạp hơn xíu, nhưng mà nó cũng ok, nó test bút nhiều nó không có lỗi như bên tôi. Rồi đấy, ta test vô bên 7 coi như thế nào nha. Rồi chúng ta làm tương tự thôi. Rồi mình sẽ đến kèm mấy cái khóa get ở dưới ha, cho các anh em coi luôn để chúng ta biết làm thử. Rồi đây, đây là cái bên 7 của hộ nha. Đây. Rồi chúng ta chạy thử bút A nè. Đây, còn tiếng Anh này đúng không? Rồi bây giờ cái bản này mình đã giải nén sẵn rồi, đỡ mất thời gian ha. 70 nè, 70 nè ha. Rồi, rồi chúng ta cho nó load nha. Rồi coi code nó, coi Windows ở đây VSMD này, cái hai dấu xuyệt xuyệt này là mình xóa nó đi nè. Rồi ok, save lại thôi. Ok, xem lại cái này nha. Rồi nó load hai cái code rồi đó. Rồi nạp cái khóa get cái nữa. Nạp khóa get thì giờ chúng ta chạy cái gì đi workshop. Rồi cái khóa get nó rồi bây giờ chúng ta nạp y như nãy thôi nha, không có gì khác nha. Rồi cái khóa get này mình sẽ đính kèm. Cái này nó dùng cho Win 7, Win 10 được, thành ra chúng ta cứ dùng thôi. Rồi nè. Rồi copy. Copy nè. Rồi. Rồi ở đây là load help. Rồi, này cái này là chọn nha, hồi nãy là ra ngoài desktop, bây giờ mình chọn vô đúng cái thư mục nó luôn nè. Rồi config nè. Nó là cái khóa system ha. Đó. Open nè, hay local machine nè. Chém nó vô rồi bắt đầu tiến hành, chúng ta chạy cái khóa này lít đo vô. Yes, ok, rồi đóng đi, rồi tiến hành đóng đóng cái khóa lại nè. Chúng ta để ở đây là nó không có cho đóng được nha, nó nên là không cho đóng nè, nhưng phải để lít ở đây mới đóng được nha. Lít đúng cái tên chúng ta tạo rồi, mất như vậy là thành công ha. Chúng ta tiến hành, chúng ta đóng gói lại, đóng gói lại cái file đó thôi. Ở đây là cái bản 32 bit là nó phải tùy chỉnh cái này lại ha. Give my get. Rồi, chúng ta chọn 70 mê đây. Rồi chúng ta sell sell vô width nè, width nó đang trống này ha, lợi dụng width chúng ta sell. Rồi ok, rồi cho nó chạy thôi cái này nha. Rồi tạo xong rồi chúng ta lấy cái file này chúng ta chuyển qua USB chúng ta bút tiếp nha. Cũng nhanh thôi, nó có 70 mê à, thành ra chúng ta test nó lại. Win 11 chúng ta làm tương tự ha, chúng ta làm tương tự trên cái Win 11, Win 12 đến sau này có Win của họ thì chúng ta cứ làm tương tự thôi. Nhưng mà có đặc biệt cái là cái khóa get, nếu mà chúng ta làm không có chuẩn, nếu nó lỗi thì chúng ta vô cái bảng cái Win tiếng Anh nha, ví dụ cái bảng Win tiếng Anh á. Rồi chúng ta trích xuất cái khóa get, chúng ta tìm được khóa là gõ vô chữ time zone ha. Gõ vô chữ time zone là chúng ta trích xuất những cái file get nó ra hết luôn. Thì tương tự thôi ha. Coi cái khóa get của mình là chúng ta mò hai lần theo cái khóa đó, rồi chúng ta tìm cái khóa tiếng Anh, chúng ta đóng gói lại. Rồi bây giờ qua UX, chuyển cái file này đi ha. Rồi qua USB nè, vô sụp. Rồi giải nén vô. Rồi giờ nén vô đổi tên lại cái nào nha. Rồi giờ coi nó Win 7 VE đúng không, bút bút là có rồi nè. Giờ đổi tên lại đi, rồi đổi này tên khác đi, tại mình chỉnh cái code hai code hai ba code lần rồi. Rồi bút CN này, rồi đổi code thứ hai ha, ta bút vô code này nha. Rồi rồi chúng ta khởi động lại nè. Rồi bấm F9 nha. Rồi bút vô Legacy nè. Nãy là bút CN đúng không?
mình đặt cái tên bút với cái tên file nó giống nhau, thành ra là nhớ nó dễ hơn. Rồi tùy các em thôi, muốn bút kiểu gì, tên gì cứ nên cứ đổi thôi nha. Cái bút A nó chỉnh, chỉnh hơi BCD nó dễ mà. Rất là nhiều video chia sẻ mà mình không có chia sẻ, lát mình vô mình chỉnh sơ sơ cho các em coi thôi nha. Rồi hình như mấy video trước mình có chia sẻ rồi. Rồi chúng ta đợi xíu nó load, rồi chúng ta chạy thử bút A là viết liền nha. Bút A là cái đây tiếng Anh nè ha, vậy là ok nha. Chủ yếu là chạy số tiếng Anh được là hầu như là mọi thứ ok rồi. Còn mấy cái khác thì giờ mình sẽ vô cái win cứu hộ của cái bảng 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 bút này nha. Thì chúng ta chuyển những cái phông cái này kia qua lại xíu. Mà giờ chúng ta hồ biến đi, chúng ta hồ biến chúng ta vô cái hệ hành ấy nha, hệ hành gốc để chúng ta xem cái video nó rõ hơn cũng như là chia sẻ chi tiết hơn nha. Rồi hồ biến, rồi chúng ta bắt đầu tiến hành chuyển ngữ những cái file linh tinh còn lại cái này mình nha. Chúng ta mở cái Gamma Gate lên ha, chúng ta chọn cái file cần chuyển ha, rồi chọn sụp nè. Đấy, chúng ta coi cái file nào cần chuyển, ví dụ chuyển cái file này đi ha. Rồi dễ nén vô cái thư mục ổ C, tạo cho nó một cái thư mục nha, đặt là A đi ha. Rồi rồi chọn cái ổ C nè, mục A nè. Rồi bắt đầu chúng ta chuyển thành phần file vô đây nha, rồi apply cho nó chuyển file vô đây hết nha. Đấy, khi mà nó chuyển hết file vô đây rồi, chúng ta chỉnh sửa những cái file trong này thì chúng ta tiến hành làm như sau nha. Anh em chờ xíu nó load, nó đã giải nén bung file ra ha, 7.000 mấy cái file nè. Rồi xong rồi chúng ta mở tiếp một cái file bảng tiếng Anh nha. Rồi chúng ta mở cái file bảng tiếng Anh nha, OC này, đây là cái bảng tiếng Anh mình để sẵn nè. Đấy thì mình mở cái file bảng tiếng Anh này lên ha, như vậy zip cái file vim ha. Rồi bắt đầu những cái thư mục cần chuyển của bảng tiếng Anh là thường chúng ta vô cái thư mục Windows rồi Setup 32. Rồi các bạn tiếng Anh thì nó là cái thư mục and and what ha. Đây vô đúng cái đường dẫn bên đây luôn nha. Cái bảng này là bảng tiếng Trung, thành ra nó là cái thư mục and nó không có nhiều file, nó là cái thư mục zhcn, nó rất là nhiều file trong này nha. Rồi thì chúng ta so sánh hai bảng. Rồi cái bảng này chúng ta giải nén cái file này ra đây đi ha. Đấy, cái bộ này ra đây đó, chúng ta đối chiếu hai bảng với nhau. Đấy, đây là hai, một bên là tiếng Trung, một bên là tiếng Anh nè. Đấy rồi chúng ta Ctrl E ngay chỗ cái bảng tiếng Anh này ha, chúng ta cắt nó đi, cắt nó chuyển qua cái bảng tiếng Trung nè. Lưu ý là không click vô file nha, không click như thế này nha, không click tùy chọn mà click ở ngoài cho nó mất cái tùy chọn đi nha. Rồi chúng ta phải chuyển qua Ctrl V và Compact qua ha. Lưu ý các anh em nha, ở đây là lưu ý đây nữa là chúng ta chọn cái dòng này ha, là không ghi đề, ở trên là ghi đề nha, ở dưới là không ghi đề, để chúng ta cho nó hiện những cái file mà ở bên này không có để chúng ta chuyển chuyển nó đi ra chỗ khác. Rồi chuyển nó vô cái thư mục hiện tại, ở đây tạo một cái thư mục đi ha, rồi chuyển nó vô đây đi ha. Rồi chúng ta coi tất cả những cái file trong đây là 326 file nè, 70 mấy nè. Rồi còn lại ở đây là Ctrl E nè. Rồi coi đây là bao nhiêu file, ở đây là 734 file, thì tất nhiên là ở đây nó cũng phải tương đương ha, nó 500 mấy file thôi, là 500 mấy file. Bên đây á, là nó là tiếng Anh, bên đây là tiếng Trung. Bắt đầu chúng ta ghi đề những cái file bên đây nè, copy nha, hồi nãy là cắt, bây giờ copy ha, ghi đề qua bên đây, bắt lên là ghi đề tất cả nha. Rồi ghi đề tất cả là ghi đề 500 mấy file bên đây qua bên này đó. Đó là đó là chúng ta chuyển xong cái thư mục môi ha, đó, thư mục này xong rồi chúng ta đổi cái tên nó lại, đổi tên này nè, copy nó lại các anh em mình nha.
À, nếu mà đổi trong này chung một chỗ mà hai tên giống nhau không được thì chúng ta coi trong này nó có cái file gì, chúng ta chuyển nó đi qua cái thùng Z giấy thác này luôn nha, chuyển coi nó có trùng hay không. Nó không trùng là ok rồi, chúng ta phải đổi cái đuôi file nó thành con C rồi. Cái này là hết hết file rồi, xóa nó đi nha. Rồi chúng ta đổi cái này nè, đổi lại nè, đấy chuyển như thế này. Đó là xong một cái thuộc mui ha. Rồi tiếp đến, à, còn cái thuộc driver nè, trong đây nó cũng có à, cái ZH nè, đấy ở đây nó còn một môi nữa nè, thì chúng ta tiếp tục nha, mở cái file win lên của bạn tiếng Anh ha. Rồi bắt đầu vô một trong 32 à, thứ một driver driver đây, rồi rồi thứ một and đây chúng đây rồi. Chúng ta đưa cái mục này ra ngoài đi nha. Mục này xong rồi đúng không? Mục này xong rồi thì chuyển lên chỗ khác đi. Rồi thảy cái mục đó ra, ra ngoài đây nha. Nè đúng cái đường dẫn nha, driver đây ha. Đấy. Rồi thảy cái đường dẫn của mục này ra. Rồi vô đây coi. Đó. Thì tương tự như vậy thôi. Tiếng Anh, Ctrl E, Ctrl X. Chuyển qua đây nha. Ctrl V. Không ghi đề đó, thì hiện tại nó có mấy file thì chúng ta coi thử, nó có hai file thôi, kệ nó đi ha, hai file đó thấy qua luôn đi, nó nhẹ mà. Rồi ở đây còn lại là bao nhiêu file thì chúng ta kiểm tra coi, ở đây 76 file và anh đây coi nè, hồi nãy nó cộng thêm hai file đó, anh là 91 file ha, 93. Rồi ghi đề ở bên này, Ctrl E copy đây qua thành trang V rồi đó, vậy là tiếng đây tiếng Anh luôn nha. Xong rồi chúng ta đổi tên nó lại nha, đổi tên nó hai cái thư mục này nó đang có ở đây thì chúng ta không có đổi trùng tên được, chuyển cái file này vô cái này xem có nó ok hay không, nó trùng file nè, nó trùng file thì ghi đề luôn nha. Rồi rồi đây là hết file rồi nha, hết file rồi xóa nó đi. Rồi tương tự vậy, đổi lại này ha. Rồi xong, vậy là chúng ta đóng gói lại thôi ha. Tạm thời làm tới đâu đóng gói tới đó, cái này nha, không phải là một lượt, một lọt gì là nó ok hết đâu. Do cái phiên bản, chúng ta coi cái phiên bản hệ điều hành nè. Cái hệ điều hành, đây, 10 nè, 10, 19, 04, 041.1 nè ha. Đó, đó là hình thùng file, còn không chúng ta muốn biết cái hệ điều hành của đó là hệ điều hành gì thì nó bút bút là USB nha. Rồi chúng ta dùng cái chương trình fdup import này, chúng ta coi nè cái phiên bản Windows là phiên bản gì. Chúng ta coi cái phiên bản Windows là phiên bản nào để chúng ta tải cái bản Windows đó về, rồi chúng ta lấy thành phần file trong cái bản Windows gốc á, chúng ta chuyển để cho nó quét. À, phần cứng anh em nha. Đây nè. Đây nè, Win 10 nè, Enterprise nè, đấy, cái phiên bản đây nè. 19045.2006 này 22H2 nè, đó Win 12H2 nè, đấy. Thì chúng ta tìm cái bản tương ứng ra tải cái bản gốc Windows về, chúng ta lấy thành phần file của nó chúng ta chuyển nha. Đây nè ha. Đây. Có này cái này nha. Đấy. Nè, ở đây chúng ta copy được nè. Để ở đây Ctrl C. Rồi dán qua cái file view file này đi. Đấy. Đây nè, nó có tên phiên bản này các anh em nha. Đấy. Rồi xong rồi chúng ta tiến hành đóng gói thôi, còn những cái ví dụ vi cái nào mà còn tiếng Trung ví dụ nha. Rồi, coi chờ xíu. Tiếng Trung đối với những cái tiếng Trung mà bình thường thì chúng ta tìm như sau. Mở rep workshop lên ha. Rồi ở đây ví dụ nè, chúng ta Ctrl F. Notepad này. Có tiền từ Notepad nó ra bao nhiêu file. Nha. Rồi, cái này là cái căn bản thôi. Những cái file mà chúng ta chuyển á,
mà cái file mà chúng ta thấy cái nào thì chúng ta chuyển cái đó luôn. Ví dụ nó bắt cái này nè, ví dụ click vô cái này coi coi cái khóa này nó ở đâu nha. Ó ban with notepad nè, ví dụ nha. Cái này nè, đấy, open with notepad này. Ở đây thì chúng ta chuyển nè, open with nè, đó, ví dụ nha. Rồi, đây, nó đổi rồi nè, cái này nó thấy không? Có nghĩa là chúng ta tìm những cái tên ha, tên tiếng Trung mà chúng ta đổi hay cái kiểu đó, và mình đưa một cái khóa get luôn là nó sẽ chuyển cho chúng ta những cái ví dụ như DBC ở đây nè ha, nó tiếng Trung thì mình đưa cái khóa get để chúng ta biết cái chỗ nào là chúng ta chuyển nha. Rồi bên cạnh đó chúng ta vô UX nè, có những cái mà nó lộ liễu thì chúng ta nhìn là chúng ta thấy chúng ta chuyển liền được nha. Rồi như là cái System 32 chúng ta chọn VSMD nè, đấy, ví dụ ở đây là tiếng Trung nè, đấy chúng ta lấy Google dịch, chúng ta dịch đó ha, dịch để chúng ta đổi lại cái này đó, chuyển qua tiếng Anh hoặc tiếng tiếng Việt không dấu tại chúng ta đó ha. Nó mấy cái này tiếng Trung nè thì chúng ta đổi lại nha, nó mấy cái nào tiếng Trung thì chúng ta cứ đổi lại thôi. Đó là cái thủ công nha. Rồi VSMD, cái file CMD nè, coi chúng ta coi file ini và cái file CMD coi cái nào nó có tiếng Trung nè, tiếng Trung nữa nè, đấy, đó, nó tiếng Trung nữa nè ha, thì chúng ta đổi lại nha. Cái này coi, rồi chấm ini phải không? Chúng ta tìm đi, tìm cho nó dễ, chấm ini. Cái tìm kiếm này có lúc được lúc không, rồi nó ra kìa. Thôi cái phần này nó rồi chúng ta coi cái nào nè, cái như cái này nè, cái này là ZH trong khu vực Windows nè, chúng ta chuyển cái này nữa nè, đấy ha. Thì chúng ta lấy cái bảng tiếng tiếng Anh đây, cái bảng tiếng Anh này ha, đó, mấy cái thùng mục thì chúng ta tìm cái mục ZH gặp CN đó. Nó nằm trong Windows đúng không? Window đây đây là đấy thì nó có tương ứng ha, thì chúng ta ghi đề qua luôn ha. Rồi ghi đề qua luôn nè, ghi đề y quanh, ghi đề vô x là lộn rồi, ghi đề vô cái thư mục chúng ta dễ nén chứ này, thư mục Window này ha, cái này lưu ý nha để nó lộn giống mình. Rồi nè, ghi đề qua đây nè, đó, ghi đề qua ha. Xong rồi chúng ta tiến hành, chúng ta đổi cái này thành US thôi, đổi tên này nó tên C, rồi đổi cái này ha, tương tự như vậy nha. Trong thư mục này nó còn cái thư mục này nữa nè, cái thư mục này là nó có những cái tiếng Trung nữa nha, ZH với nó CN nè, nó ZH CN này đó. Đó đó là lý do nhiều người ta ngại, người ta ngại chuyển ngữ là như vậy đó, chuyển rất là nhiều. Tạo mới thì nó khỏe hơn cái này mình ở đây nữa nè. Đó, thư mục môi này ha, của 64 bit, chạy những cái file 64 bit thì hình 64 á, thì chúng ta chuyển như cái này luôn. Rồi chúng ta lưu ý ha, cái phần này mình chia sẻ thêm nè, có nghĩa là nếu mà chúng ta chuyển một loạt luôn á mà nó lỗi á, thì chúng ta chia đôi, ví dụ cưa đôi nè, ở đây là như 38 file đúng không, 38 file để ship chọn giữa coi, 17 17 15, 15 là 30, 8 là 19 đúng không, 19, 19 là 38, 20, 20 là 40, 19, 19 là 38 đúng rồi. Rồi chia đôi như vậy nè ha, chúng ta chia đôi, chúng ta thay đổi phần nửa rồi chúng ta đóng gói, rồi nửa này ok rồi chúng ta chuyển tiếp nửa còn lại đó, gì đó chúng ta chia đôi, chia tư, chia đồng 8 ha. Cái này là đối với những người muốn ta mò nha, còn biết chính xác thì cái nêu nào giỏi thì chúng ta không cần phải làm như vậy.
À, mà đối với cái phiên bản Windows thì nó tương thích, nó gần với nhau cũng được, có nghĩa là khi mà chúng ta đổi thử một bản tiếng Anh qua tiếng Trung mà chúng ta thấy nó ok rồi mà nó không báo lỗi thì chúng ta đi lấy cái bản đó chúng ta chuyển thôi. Còn nếu mà nó báo lỗi rồi chúng ta phải lấy cái bộ tương thích, cái bản tiếng Anh mà tương thích với cái bản tiếng Trung, tiếng Nga đó, thì cái nào nó tương thích với nhau thì chúng ta cứ đổi. Không nhất thiết 100% là lấy cái bản gốc. Bản gốc thì chúng ta muốn biết thì chúng ta coi cái file này cũng được nè. Ở đây cái file này nó ghi cái thông tin của phiên bản Windows nè ha. Thì giống như nãy chúng ta coi cái chương trình hdbinfo đó. À, nó có cái file Z đây nè, chúng ta đổi cái file này nữa nè. Đó, nói chung là đổi cái múi giờ ok thì gần như là chúng ta chạy shop từ tiếng Trung tiếng Nga mà qua tiếng Anh là được rồi, không nhất thiết phải tải mấy cái này đâu, không nhất thiết đổi hết đâu nha anh em nha. Rồi còn thêm một in nữa nè, có mấy cái file in này nữa nè, nó rất là nhiều nha. Đó, có những cái nó tiếng Trung thì chúng ta đổi luôn ha. Đây nè, folder tiếng Trung nè, một in của tiếng Anh để coi coi nó có không nha. In đúng không? Window in. Window nè, in nè. À, tiếng Anh không có ha. Chủ yếu là những cái file này ha, file driver. Đấy. Ê, không đơn giản đâu các anh em nha, nếu mà chúng ta đọc cái đổi hết 100% là không đơn giản đâu. 8 9 100% là mừng rồi ha. Tùy các anh em thôi, quan trọng mục đích chúng ta làm cái gì thôi nha. Đó, cái mục này cũng có nữa nè, nó. Đó, nè, file chấm lóc nữa nè, thấy chưa? Nó nhiều lắm chứ không phải đơn giản nè. Rồi, chúng ta muốn đổi ảnh thì chúng ta chọn cái web nè. Wallpaper Window nè, cái này là ảnh nè ha. Đó, chúng ta đổi nền nha. Đổi tên thì mình sẽ ép cái khóa get luôn. Rồi cái này coi luôn cho rồi. Cái khóa get đó không? Cái khóa get của cái tên PC. Khóa get nó là cái khóa. Cho cái này coi nha. Đây, khóa get đó coi. Khóa get đâu mình để ra đâu? Khóa get đâu mình để đâu quên ta. Để show thì phải. Đây nè, không quên tên em này nha. Đấy, cái này mình sẽ đưa dưới download để các anh em coi luôn nha. Nó cái khóa get nó nè. Đây, chúng ta đổi cái tên này lại thôi. Nó đổi tên với cái tên này nè, chúng ta đổi lại hết là nó sẽ thôi thành như thế này. Này. Này chúng ta nạp vô thôi nha. Cho chạy load cùng cái VSM ra như cái đầu chúng ta nạp cái ngôn ngữ đó. Cái này chạy nó lỗi. Đó. Thì chúng ta đổi này là nó sẽ chuyển nha. Mà trên software à, mà trên software thì mà trên software và mà trên system. Cái này chúng ta ép cứng vô được nè, có nghĩa là load load heo anh heo đó ha. Load hai anh hai gì đó. Rồi, chúng ta ép cứng vô được nha. Ép cứng vô thì nó như thế này thôi mà trên system đúng không? Mà trên system nè, load heo. Ổ e này ha. Rồi system32 config rồi đây, rồi system đúng không? System đây machine này ha. Rồi đổi cái tên đó lại thôi. Không bật cho em. Chúng ta đặt cái tên gì ở đây ha, ví dụ đi. Control V rồi hình sale lại ha, sale lại rồi rồi xong có cái tên đó chứ rồi đây cái này nha, rồi có cái tên này nha đó, có tên này dán vô đây ok. Rồi xong chúng ta chạy cái file đó, chúng ta anh hai lại thôi là rồi đó. Cái này chạy trong đây nó lỗi thì chúng ta chạy chỗ khác đi nha. Bây dùng cái hệ điều hành Windows khác chúng ta bung làm sao nó làm giống như cái phần chuyển ngữ ban đầu là ok. Các anh em nha.
Đấy. Rồi, vậy thôi, chúng ta đóng gói là rồi nha. Test tới đâu làm tới cái này không nha. Như như đây thôi. Đây cũng khá là nhiều rồi, cái này cũng lâu lắm á. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các anh em trong video sau.